Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn về chiếc rim mà cửa hàng Mai Duyên tiếp tục mang về để phục vụ cho các bạn. Hôm nay mình sẽ câu bình, đổ xăng và nổ máy vào số cho các bạn nghe tiếng máy, tiếng bô luôn, chi tiết nhất có thể. Địa chỉ cửa hàng là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Và giá hiện tại đang bán chỉ là 14 triệu 700 ngàn. Giá cam kết chính xác, đúng thời điểm và đã bao gồm VAT nha các bạn. Đây là cái màu nho đặc trưng của dòng rim. Đó, câu bình rồi, nổ máy luôn ha các bạn ha. Công tắc đèn nè các bạn, mình điểm sơ qua nha. Công tắc đèn nè, cốt pha nè, xi nha nè, còi nè. Đây, nổ máy luôn nè. Đó, động cơ là 110cc nha các bạn ha, 110, chính xác là 107 mấy đó cm khối, cho nên là xe này cần bằng lái nha các bạn. Động cơ mạnh mạnh đó, tiếng bô nè, nẹt nẹt vài cái cho các bạn xem ha. Đó, mời các bạn nghe tiếng bô cái ha. Sao các bạn, 110 phân khối nha. Đây, mở đèn luôn nè, đèn cốt đó các bạn, pha nè, cốt nè, bóng đèn halogen nha. Cũng như những dòng rim kia thì nó chỉ có top ga chỗ này thôi là số 4, chứ nó không báo số nha, báo pha chỗ này, báo rẻ nè các bạn. Rồi, báo tốc độ, báo ô đô, báo xăng. Vậy là hết rồi, đơn giản vậy thôi. Mời các bạn xem đèn xe cái ha, phía sau nè các bạn. Tiếng bô nghe hay đó các bạn. Bên này ha, mình là xem đèn xe trước đi rồi mình sẽ chi tiết cho các bạn sau. Đó, cốt nè, pha nè, công tắc đèn nè, có đèn đầu mi luôn nha. Đây, đèn đầu mi á, mình bật cái nắp đầu tiên á các bạn, là nó cháy cái đèn đầu mi này hai bên nè. Đó, kiểu như rim đó các bạn ha. Rồi khi các bạn mở luôn nắp thứ hai nó mới cháy đèn nè. Ok chưa? Bây giờ mình vô số ha, mời các bạn xem nè. Xe gáp full rồi, vô số nha. Một, đó, ok chưa? Xe này thì các quý ông mua về để dành đi công chuyện, đi cà phê ha, là ok lắm đó các bạn. 2, 3, 4, đó, số 4 top ga nè. Bây giờ mình về số lại nè. Đó, VN, ok ha. Tắt máy thôi. Rồi, bây giờ mình quay chi tiết từng chút nè, gương nè các bạn. Xe này á, gáp full luôn rồi, để mình quay cho các bạn xem chi tiết. Xe thì vẫn sở hữu thắng đùm thôi, tại rim mà, thắng đùm trước, thắng đùm sau như thế này. Đặc biệt là cái màu sơn, đây, màu nho đặc trưng của rim. Phía trước cánh bẩn là có chữ Econo Power. Đó, những cái chỗ này nè, nó làm cho mình rất là nhớ về những thời điểm năm 19 mấy, 2000 mấy thôi. Xe này á, các bạn về mình nên tinh chỉnh là cái bình xăng nè. Nói chung là khi mình mua thì nhờ thợ cân chỉnh xăng gió lại và chạy một thời gian lại chỉnh thêm một lần nữa nha các bạn. Phải chỉnh lại mới được, xăng gió nó mới ổn định. Bẩn nè. Cái này thì nhựa này mình thấy tương đối dẻo đó nè. Cũng dẻo đó các bạn. Nó còn dính dơ mình la chưa ra nha. Ha, cũng dẻo đó. Trên này có miếng cao su nè. Nó kiểu cao su đó. Rồi bình ắc quy đặt bên này. Cái này á, mình không có mở gì hết, mở góc này nè ha, mở góc này ra, lấy cái miếng này lên là cái này nè, mình giật ra phía sau được rồi, tại vì ở sau nó có gài thêm một miếng nữa nè các bạn, chỗ này các bạn thấy không, nó gài vô nè ha. Đó, động cơ sơn bạc, cái bô nè, bô thì nó có miếng ốp để chống nóng các bạn, kim loại luôn nha.
kim loại luôn đó các bạn. Gấp nè ha. Gắt chân ở đây. Thế hệ này kiểu như Supreme á, là mình gắt chân ở đây. Nó đỡ tê hơn. Phuộc cũng có tăng 2 nấc nè các bạn. Đó. Đi 2 người nè. Rồi đi 1 người nè. Thấy không? Thiệt không? Electric starter nè. X110-1. Xe này là của Việt Nam nha, lắp ráp tại Việt Nam các bạn, liên danh lắp ráp tại Việt Nam. Xe này là của Lifan á. Các bạn chắc ít nhiều cũng biết nhãn hiệu Lifan mà đúng không? Về phần yên này thì có những cái lằn vân thiết kế theo kiểu mấy chiếc tem lửa các bạn. Nè. Có điều ở đây không có chữ tem lửa thôi, không có chữ rim 2 ở đây thôi. Cản xi nha. Mình mở yên ở đây nè. Đuôi đèn nè các bạn, nước sơn nè. Đó. Này là mấy cái vết ố mình đụng vô đó các bạn. Hụt cũng tăng 2 người nè. Gấp. Bọc sơn sơn bạc luôn. Cần số này là si. Cần số si ha các bạn. Đó. Bình xăng con nè. Bình xăng con nha. Động cơ 110. Cái bẩn này mình thấy nó dẻo lắm các bạn nè. Dẻo lắm luôn á. Đồ đạc làm cũng tương đối chắc chắn. Nó không có ộp ẹp ha. Có sẵn cái ba ga trước. Mình soi kỹ hơn cái nước sơn cho các bạn xem nè. Nước sơn này cũng chấp nhận được thôi. Nó không phải quá đẹp đâu. Nhưng mà ok rồi, vậy là ok rồi. Thắng đùm ha. Đây, khối động cơ 110. Nòng sắt nha các bạn. Nòng sắt. Qua bên này. Đây, mình ghé ra sao cho các bạn xem nha. Cửa hàng sẽ ship xe toàn quốc với phí ship chỉ từ 200.000 thôi. Ship về tới Cà Mau, rồi ship tới Sài Gòn luôn. Còn nếu mà ship ra tới Hà Nội là chi phí là tầm khoảng, các bạn cho mình cộng thêm khoảng mấy trăm đi, ra khoảng 700-800 á. Tại sao quá, tới Hà Nội luôn. Bất cứ đâu trên toàn quốc. Để chi tiết hơn các bạn cứ vui lòng mình alo cho các bạn nhân viên ở đây. Được tư vấn ha. Về trả góp. Tất nhiên rồi, dòng xe này thậm chí các bạn không trả trước còn được đó các bạn. Cọc thì mình cọc 2 triệu thôi. Là cửa hàng ship rồi. Mình sẽ cọc qua số tài khoản Lê Thu Sương là chủ cửa hàng đó các bạn. Rồi sau khi các bạn kiểm tra xe, test xe rồi ok phải không, mình chuyển khoản tiền còn lại. Hoặc là mình trả cho người thu hộ, là cái người tài xế giao xe cho mình đó. Mình sẽ từ từ lại ha, cho các bạn xem kỹ. Các bạn nghe dàn hơi rồi đó, mạnh đó các bạn, 110 mà. Không phải xe 50 nha. Nó cần bằng lái đó. Bây giờ mình sẽ mở yên ha. Thì như bao chiếc rim thôi. Dưới yên chúng ta sẽ có một cái cốp. Mà các bạn chú ý nè, rim thường là khi mình mở đó các bạn, mình đè nhẹ xuống mình mở nó sẽ nhẹ hơn ha. Kiểu vậy nè. Đó. Thấy không? Dưới là bình xăng nè các bạn. Bình xăng này chắc nó khoảng gần 4 lít thôi. Gần 4 lít. Đó, các bạn nhìn nước sơn nè. Phơi không? Màu nho. Rất là dễ chịu mà các bạn. Cái màu nó đẹp. Đương nhiên là không thể nào so sánh với mấy chiếc tem lửa hay Supreme xịn rồi nha các bạn ha. Nó chỉ đẹp theo kiểu xe liên danh thôi nha. Các bạn nhìn nè, vậy ok rồi. Bóng đẹp. Mình mới vừa lao xong đó các bạn. Cái này nhựa. Cái này mới là kim loại nè. Sườn là kim loại ha. Cái này nhựa luôn nè. Kim loại nha. Xi. Rồi sau này chúng ta sẽ có một cái cốp. Chỉ để vừa một cái hộp đồ nghề. Trong đây á, là sẽ có một cây vít hai đầu.
một cái thiết mở buji, hai cây cờ lê luôn ha, để vừa nhiêu thôi đó các bạn, bộ đồ nghề thôi. Rồi mình đóng yên lại ha, ok chưa, mới đổ xăng vô đó các bạn. Ở đây chúng ta có thêm một cái móc để mà máng nón bảo hiểm luôn nè, thấy không, máng nón luôn, xôi luôn cái yên luôn đi, đây nè, đó, theo kiểu rim luôn nha. Rồi đóng lại ha, nè đó, mình á, mình nhận nhẹ cái mình mở nó dễ hơn. Rồi trở lại ha. Các bạn có ai hỏi là anh ơi, cửa hàng có ship xe không, có trả góp hay không? Có chứ, lúc nào cũng có hết các bạn. Khóa cổ đi ha, mình khóa cổ đó, ok không, nè khóa cổ rồi đó các bạn. Nhìn ra nè, nó mạnh đó. Rồi ok, mình sẽ kết thúc video đây ha. Mình nhắc lại cái giá là 14.700.000 là cam kết chính xác, đúng thời điểm và đã có VAT rồi. Mình chỉ việc về làm biển số nữa thôi. Biển số ở đâu thì mình làm ở đó. Ví dụ như là ở huyện thì làm ở huyện. Xe này ở huyện thì nó chắc tầm khoảng chừng 400.000, 500.000 thôi. Còn giấy tỉnh thì khoảng gấp đôi giá tiền đó, khoảng vậy đó các bạn, tầm tầm đó thôi hả. Rồi mình sẽ kết thúc video nha, xin chào các bạn.